chùa Dơi tại phường 3 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, nổi tiếng ở miền Tây bởi nơi đây có hàng ngàn con dơi ngựa quý hiếm to lớn, có sải cánh dài cả mét sinh sống trên các cây cổ thụ. Dơi trở thành món ăn đặc sản hiếm có, món thịt lạ ở địa phương này. Một con dơi hiện có giá từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng, được chủ quán chế biến thành nhiều món như nấu cháo, roti, khìa. Đặc biệt, tiết dơi pha với rượu là món mà dân nhậu rất khoái vì cho rằng uống vào sẽ tăng cường bản lĩnh đàn ông. Ngoài tiết dơi, tại nhiều cơ sở miền Tây, dân nhậu có thói quen lấy tiết, mật của nhiều con vật như rắn, trúc còn gọi là tê tê, rùa, cần đước, cua đinh để pha rượu uống. Ở Tiền Giang, có một quán nhậu chuyên về tất tần tật các loại rắn đã tồn tại lâu đời. Tại đây, những loài rắn càng độc sẽ được bán với giá càng cao, thậm chí có con giá lên đến hàng chục triệu đồng. Theo một nhân viên quán, những thực khách hạng sang mới hay ăn các loài rắn hổ. Thông thường, sau khi mua rắn, thực khách sẽ yêu cầu cắt tiết mật ra riêng để pha rượu mạnh uống với mục đích cường dương. Nghe nói nhiều về công năng của những loài động vật này, nhưng sự thật đằng sau nó mới là điều đáng quan tâm. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, thói quen sử dụng động vật hoang dã làm thực phẩm mang nhiều rủi ro. Còn theo một chuyên gia về rắn, công tác tại Bệnh viện Quân y 120 khẳng định, quan niệm uống tiết rắn để bổ dưỡng tăng cường sinh lực nam giới là nhận định chưa chính xác. Nhiều người cứ nghĩ ăn gì bổ đó và uống máu tươi thì cực bổ, nên mới có các kiểu ăn tiết canh, pha rượu với huyết tươi để uống. Trong khi đó, máu trong cơ thể sống là một tổ chức di động được tạo thành từ thành phần hữu hình là các tế bào, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Môi trường máu lại là nơi rất dễ bị phân hủy và là nơi lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus, dung, sán, sinh sống, ký sinh. Vì vậy, việc sử dụng và tiêu thụ động vật hoang dã không những sẽ bị phạt nặng, mà nghiêm trọng hơn là nếu như trúng độc, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tụt huyết áp, khó thở, phù não. Không ít trường hợp tử vong hoặc trở thành những người thực vật vì ngộ độc nặng hoặc là nhập viện quá muộn.